Nhưng mà tới lúc cô giáo xuất hiện thì không hiểu, không biết là cô giáo hay là học sinh mầm non nữa. Cô giáo gì đâu mà nhoi nhoi như con dòi luôn, vô mà đứng múa mai khắp mọi khắp lớp học luôn á. Giống như là theo cái ngôn ngữ tin bây giờ đó là thả thính á. Hồi xưa là em gom nguyễn thao thính em tạc vô bả luôn vậy đó. Tạc vô á. Thôi thấy gọi tim giờ nó khoái muốn đâu quá anh. Thôi mua em thử uống thử đi cho biết với người ta coi. Đó, uống xong cái giờ tụi ngày nào cũng uống đi. Uống cái đó giảm cân lắm luôn em ơi. Tươi chân châu đường đen không có mập. Trời ơi sao không mập mà. Người ta không có đường mà. Có sữa chỉ có chút xíu đường đen thôi với chân châu thôi. Và bây giờ mời quý vị dành một tràng pháo tay thêm nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quốc Thuận. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Thì em tên là Trần Phát Duy, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Mỹ Tho và hiện đang là nhân viên văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây chính là bà xã em. Dạ, em kính chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả mọi người. Em tên là Phan Thanh Mai, em 27 tuổi, em đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và hiện em cũng là nhân viên văn phòng. Hai em bằng tuổi nhau. Làm Thuận đoán đi Thuận, vui Thuận. Anh nghĩ là hai em là gặp nhau trong một trong một cái trường đại học, đúng chưa? Trong một trường đại học và hai người đã gặp nhau và lần đầu tiên là hai bạn không hề ưa nhau, mà cuối cùng là do ông Tơ bà Nguyệt đưa đường dẫn lối và hai bạn yêu nhau, đúng không? À, đúng một phần ạ. Đó, thấy chưa? Hay. Cái tình yêu của tụi em á thì nó kéo dài tới nay cũng khoảng 8 năm. Thì đúng như anh nói thì tụi em cũng học chung ở trường đại học. Mặc dù là không có chung ngành, nhưng mà học chung ở đại học á thì cũng có một số người bạn chung á. Thì một cái ngày nọ thì người bạn của em học cái ngành về truyền thông thiết kế á, thì cần làm cái bộ phim ngắn. Thế là mời vô tình thôi, mời hai tụi em đóng chung. Vợ em á thì được phân vai làm cô giáo, còn em á phân vai làm học sinh. Nhưng mà lúc mà vô diễn xuất á thì học sinh á thì tới lâu rồi, ngủ quá trời rồi mà cô giáo không thấy đâu hết trơn. Nghĩa là diễn viên đóng vai cô giáo đi trễ. Dạ đi trễ. Nhưng mà tới lúc cô giáo xuất hiện thì không hiểu, không biết là cô giáo hay là học sinh mầm non nữa. Cô giáo gì đâu mà nhoi nhoi như con dòi luôn, vô mà đứng múa mai khắp mọi khắp lớp học luôn á. Thì thấy cô này cũng dễ thương, nói chuyện cũng có duyên. Tuy có hơi tăng động xíu. Hơi tăng động. Nói chung là không ghét là được. Dạ. Thế còn em Mai? Lần đầu tiên em gặp chồng em là ở căng tin. Lúc đó là em chuẩn bị học môn kế toán mà em thì không có thích số. Cho nên em mới nói với một người bạn là giờ không biết sao sống sót qua cái môn này. Cái bạn mới chỉ qua, nè, ông này nè, ông giỏi môn đó lắm đó, học điểm rất là cao, bởi vì anh học trước em một khóa. Cái em mới quay qua em nói một câu như vu vơ thôi là cái gì chỉ em nghe. Cái ảnh im im cái là rồi thôi luôn đó, là không gặp lại. Rồi sau này khi mà quen nhau rồi á thì coi cái hình chung hồi xưa đó thì mới phát hiện là ông này là học trò của em trong cái lớp đó. Rồi bao nhiêu lâu thì mới gặp lại nhau? Thì khoảng thời gian sau đó thì có một lần á thì em lướt Facebook chơi. Thì đang lướt Facebook mà cái tự nhiên thấy một cái tên mà đọc xong thấy đói bụng liền luôn. Bún bò giò heo. Em thấy nó ấn tượng quá. Bấm vô coi thử. Thấy mặt bà này. Cái mới nhớ bà này là cái bà cô mà nhoi nhoi tăng động hồi trước đây. Thế là từ đó mới bắt đầu kết bạn rồi nói chuyện nhiều hơn. Em thì sao khi mà nhận được cái tin nhắn của anh á qua Facebook của em á thì em nhận ra nó liền không? Dạ, khi mà thấy cái lời mời kết bạn đó thì em cũng nhận ra, tại vì cái tên của anh cũng ấn tượng lắm. Tên gì? Dạ Duy Trần Trùi Lũi. Duy Trần Trùi Lũi. Dạ Trùi Lũi à. Bò giò heo đụng với Duy Trần Trùi Lũi. Rồi sao? Cái bữa đó là em đăng ký môn học online đó, nhưng mà kẹt mạng quá không có đăng ký được. Cái mới nhờ anh đăng ký thì anh làm con lần được luôn. Cái mới thấy cái anh này cũng tốt cũng hay mà may mắn nữa. Dạ xong sau đó cái tự nhiên cái nhớ về cái môn học của mình, cái mới nói bữa nào vô trường chỉ ngang. Cái anh cũng xong rồi sau đó là vô trường bắt đầu hẹn ở cái lớp nào đó hoặc là ở căng tin dạy bài rất là nhiệt tình. Sau đó thì em quyết tâm là đi theo chỉ thêm mấy môn khác nữa. Chấp nhận làm gia sư miễn phí luôn. Giống như là theo cái ngôn ngữ tin bây giờ đó là thả thính á. Hồi xưa là em gom nguyễn thao thính em tạc vô bả luôn vậy đó. Tạc vô á, coi như là đi theo là chỉ hết cái gì cần thiết là chỉ hết toàn bộ luôn. Lúc đó bắt đầu mới nảy sinh tình cảm dần dần thì
cuối cùng là mới quyết định là tỏ tình. Cái thời gian mà hai em yêu nhau đó, hai đứa có vui vẻ không? Nghĩa là hai đứa có khớp với nhau không? Cũng có lần là cái đợt đó là em ở nhà trọ, thì vợ em thì cũng rất là quan tâm đến em. Chỉ có một cái là ở nhà trọ giặt đồ tay nó mệt, mà nhất là giặt mấy cái lớn lớn, nhiều cái mền chẳng hạn. Đợt đó có cái mền à, mà vợ em nhắc một tháng trời em chưa có giặt. Cái bữa đó vợ em qua thấy mền dơ quá, tức quá lấy ra giặt luôn. Giặt xong nó có cái mền mà cũng không giặt nữa. Thôi bỏ đi, chia tay đi. Vợ em đùng đùng bây giờ luôn. Trời, có cái mền không đòi chia tay nữa hả? Cái đó nó chưa có quan trọng bằng cái chuyện là em giận quá, em nói em chia tay thôi. Chứ trong bụng mình không có nghĩ là như vậy đâu. Rồi cái em về nhà, cái tối cái mẹ anh gọi cho em. Mẹ anh hỏi là, ủa sao nay con không qua bên phòng trọ? Mẹ? Mẹ của ảnh. À, mẹ chồng. Dạ, rồi cái mới nói là hôm nay con bận. Mình cũng nói dối là mình bận. Cái mẹ mới nói là, mai mốt mà con không về Mỹ Tho chơi nữa là cô buồn dữ lắm. Có nghĩa là mình chỉ hù ổng thôi. Thay vì ổng nhắn tin, ổng năn nỉ mình, hoặc qua nhà ổng năn nỉ mình thì ổng có. Ổng nhắn tin, ổng nhắn cái tin là anh chúc cho em tìm được người khác tốt hơn anh. Đó là cái thứ nhất em quê rồi. Cái thứ hai nữa là tự nhiên gọi điện thoại về mét má là tụi con chia tay, trong khi em chỉ hù ổng thôi, ổng không năn nỉ tiếng nào hết trơn. Tại con ta thật tình mà, đúng không? Tụi em quen nhau là 8 năm đúng không? Dạ, 8 năm không, rồi. Quen tức là quen nhau 4 năm rồi, cưới là cưới 4 năm. Năm rồi. À, tụi em cưới nhau 4 năm. Dạ. Em được mấy bé rồi? Dạ, được một bé 2 tuổi rưỡi. Dạ. Khi mà ở chung với nhau là có vỡ mộng về nhau nhiều không? Dạ, cái đó kể 3 ngày không hết nữa. Cái xấu nhất là ngủ là không cần biết thế giới gì hết á. Có nghĩa là ngủ kêu không dậy. Em nhớ có một đợt là gia đình chồng em là đi Vũng Tàu chơi, mà tới giờ rồi em dặn là phải dặn báo thức, nhưng cũng không nghe. Xong rồi nhà chồng mới gọi điện thoại cho em, nói sao nó đâu mất rồi. Cái em mới qua nhà trọ của ảnh, em đập cửa, em la hét, em nhảy múa trước cửa mà vẫn không dậy. Nhảy múa trước cửa. Kêu phòng kế bên kêu giùm luôn, cũng không dậy. Cái lát không biết làm sao, tự nhiên ông dậy. Ông dậy cái em trễ giờ. Rồi, đặc xấu thứ hai. Tại vì anh ấy anh cao. Anh cao, cái anh đi làm về thì nguyên một ngày mình đi làm về thì dơ nè, mồ hôi nè. Cái bắt đầu anh thương vợ quá, cái bắt đầu lấy cái đầu kéo ịn vô cặp cánh gà chi nước mắm của ảnh. Đó, rất là hấp dẫn. Và đó thì đó là những cái tật xấu nhất của ảnh á. Còn bà xã em sao? Thì, có tật xấu gì không? Trong lúc mà quen nhau trước cưới á, thì cũng biết nó như tật xấu rồi. Cũng hy vọng là cưới xong mà sửa đổi. Nhưng mà em đâu có nghĩ là khi mà cưới xong mới phát hiện là cái level nó còn kinh hơn cái mức em có thể tưởng tượng được. Là gì em? Tật xấu thứ nhất á, là rất là thích nấu ăn nha, thích lo cho chồng con, thích nấu ăn. Mà mỗi lần bà nấu xong, bà lôi hết nồi niêu xong chảo ra bà nấu. Nấu nhà dưới xong, bắt đầu lên nhà trên gọt rồi, dọn đồ, rồi bài từ nhà trên tới nhà dưới luôn. Tới lúc ăn xong, tự nhiên em ngẹn ngào quá trời luôn. Tại vì em phải là người dọn. Em phải thu dọn chiến trường. Dạ đúng rồi, thu dọn cái bãi chiến trường á. Từ trệt lên tới lầu luôn đúng rồi, từ nhà bếp tới phòng khách lên tới trên lầu luôn, coi như là đầy đủ. Rồi còn một cái tật xấu nữa, thứ hai nữa là ham ngủ. Rất là sợ mập. Đó, nhưng mà không hiểu sao bên tôi là né cái chữ mập nha. Đó. Tại vì tụi em thoải mái nha, quen rồi. Rất là sợ mập. Nhưng mà cứ mỗi lần mà có cái món gì mà nó đang hot trên thị trường á, là phải thử cho bằng được. Ví dụ như trà sữa. Ví dụ hồi như trước, phô mai chảy chẳng hạn đó. Dạ, đúng rồi. Giống như sữa tươi chân trâu đường đen đó. Mấy cái đó ăn ốm lắm, uống ốm dạ, lắm. Dạ đúng rồi. Đâu biết mới tới lúc nghe nói sao thấy rụi tim giờ nó khoái món đó quá anh. Thôi mua em thử uống thử ly cho biết với người ta coi. Rồi, uống xong cái luôn. Giờ tụi ngày nào cũng uống ly. Uống cái đó giảm cân lắm luôn em ơi. Sữa tươi chân trâu đường đen không có mập. Trời ơi sao không mập, mập người ta không có đường mà. Có sữa ta chỉ có chút hết. Xíu đường đen thôi với chân trâu thôi. Vậy thì bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Em mong muốn nhất á, vợ em thứ nhất là phải chăm sóc bản thân mình hơn nữa. Tại vì tức là nhiều khi là cái tính vợ em thì rất là quan tâm chu đáo gia đình, quan tâm chồng con và cả nhà chồng luôn. Đó, nhưng mà nhiều khi là quên bản thân mình đi. Khi mà mình biết chăm sóc bản thân mình tốt như vậy thì mới có thể có được cái khả năng để mà tiếp tục quan tâm đến người khác. Trời ơi, cái mong muốn của chồng dễ thương quá trời. Ôi, cảm động rồi, phải không? Vậy rồi em mong muốn ảnh thay đổi gì? Em mong muốn là giờ cái chuyện ngủ mà kêu dậy là chắc khó. Nên giờ mong muốn là chồng bớt bắt ăn cánh gà chiên nước mắm. Vậy chứ mà không nghe mùi nước mắm, không bữa nào mà không có mùi nước mắm mà chịu không nổi. Thậm chí nhiều khi là không có mùi nước mắm cái hồ, ủa ông cái mùi nước mắm ông cho đứa nào ăn rồi. Trời ơi đó luôn. Thôi dễ sợ. Đứa nào chấm rồi. Cặp này là quá đẹp rồi. Chị biết chúc tụi em hạnh phúc.
hạnh phúc như vậy hoài. Dạ. Rồi, chúc hai vợ chồng em hạnh phúc. Thì cũng nhân cái chương trình này thì thứ nhất là em cũng muốn xin phép một khoảng thời gian ngắn để em có cái làm cái việc này cho vợ em. Rồi. Thì ngày hôm nay anh cũng muốn thể hiện cái điều này để mang lại cái hạnh phúc trọn vẹn cho em. Thì anh muốn là tiếp tục cầu hôn và em hãy cùng anh tiếp tục xây dựng cái gia đình hạnh phúc trọn đời. Hai chiếc. Trời ơi, hay quá. Quá tuyệt vời. Bây giờ em hãy chia sẻ cái cảm xúc của em như thế nào. Cảm xúc của vợ đi thôi, mình đừng có dòm. Thuận tò mò quá. Nói chung là vợ cảm ơn chồng làm có cái điều rất là bất ngờ. Nói chung là 8 năm bên nhau rồi thì cái lúc mà cưới á, thì cũng hy vọng là chồng mình sẽ làm một cái gì đó cho mình, nhưng mà ổng không có làm. Thì hôm nay em cũng không có nghĩ là ảnh sẽ làm như vậy đâu. Dạ, thì nói chung là em cảm ơn và em hứa là sẽ cố gắng với chồng là đi hết cái quãng đường còn lại và xây dựng một cái gia đình hạnh phúc. Rồi, hôn nữa là quá đẹp luôn. Trời ơi. Ok, rồi chúc hai em cứ như thế này mãi mãi hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh chị. Mà em lên xe thì em là tập trung em ngủ. Mà nói nhiều đến nỗi em không ngủ được. Em quay qua em nói với bạn em là cái thằng nào mà nó nói nhiều dữ với mày. Nói chung là tại mới nên cũng nhẹ nhàng, tình cảm. Cái đầu tiên rất là hồi hộp. Vì khi mình cũng muốn cho nó qua đi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Cho chị đoán trước, cho chị đoán trước. Này là đồ cưới của tụi em phải không? Dạ, đúng rồi. Chị đoán đúng. Hay quá. Đoán luôn nè. Đây là bộ đồ cưới về chủ đề là Long Phụng phải không? Long Phụng xung vầy. Long Phụng xung vầy. À, đúng luôn. Mà hai em giới thiệu về mình. Em tên là Sơn. Em năm nay 26 tuổi. Em là quản trị mạng, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Còn em trẻ quá à Sơn. Dạ, em tên là Lê Thị Mỹ Hoàng. Em 27 tuổi. Hiện em là giáo viên mầm non. Hai em là quen nhau trong trường hợp nào? Em là đi chung với mẹ đi du lịch ở Thái Lan. Vợ em thì là đi chung với lại bạn của mẹ, là làm ở trong trường mẹ, là đi chung luôn. Tức là hai bạn là chung một tour đúng không? Dạ đúng rồi, chung một tour du lịch. Lần đầu tiên em thấy cô Hoàng này, ấn tượng của em về cô ấy như thế nào? Lần đầu tiên thì là lúc ở sân bay thì em thấy cô này rất là cá tính, tại vì mặc đồ y chang như kiểu tomboy luôn, tại vì đi chung với bạn mà hai người đi mà giống như là yêu nhau vậy đó. Em thấy ủa sao lạ, sao kỳ vậy. Qua bên Thái Lan á, cái tour đó thì chia ra một cái hai cái xe, thì hai vợ chồng chung một xe, thì anh này lên xe nói rất là nhiều. Mà em lên xe thì em là tập trung em ngủ, mà nói nhiều đến nỗi em không ngủ, không được. Ngủ được. Em quay qua em nói với bạn em là cái thằng nào mà nó nói nhiều dữ với mày. Rồi suốt chuyến đi rồi hai người có nói chuyện thăm hỏi qua lại không? Tới ngày thứ hai á, là lúc mà ở Bắc Thái Gia thì là em cũng vô tình đi dạo biển thôi, thì thấy vợ em bị dắp vỏ sò, tét một cái ở dưới chân á. Chảy máu. Dạ chảy máu. Lúc đó là em đang cầm thuốc, mới bứt cái đầu ra để em cầm máu cho vợ em. Cái lúc mà bị cắt đôi sò mà sau khi hỏi thăm á, thì em mới nhìn lên, thì anh ấy cánh cười cho em một cái. Ôi một cái nụ cười tỏa nắng. Sao đâu Sơn. Nhưng mà trong cái thời gian đi tour vậy là hai người không có một lần nào tiếp cận mà nó gần gũi mà thân mật giống như cái lần bị sò cắt chân đó hả? Dạ không có luôn. Tại vì trước khi mà đi chơi là em cũng có trục trặc về tình cảm. Thì em đi em cũng để ý ai hết. Em cũng có một cái điều gọi là giống như là không biết là phải là duyên hay không, nhưng mà những cái tấm hình mà em chụp là đều có dính vợ em. Mà em chụp cho em những cái tấm hình mà có em là đều có vợ em hết. Về để coi mấy tấm hình lúc sau mà khi quen bắt đầu coi hình lại mới thấy. Đến khi nào thì em mới cảm nhận được cái tình yêu của anh này và chấp nhận anh? Thì lúc mà đi chơi về chắc cũng khoảng một tuần rồi. Em mới nhắn tin em tỏ tình. Nhắn sao? Dạ thì nhắn là để một cái icon là một cái chàng trai đang buồn và cầm trái tim ra. Thì em tiếp theo là em gửi thêm một cái icon nữa là có một cô gái lại cầm cái trái tim đó. Và cái icon thứ ba là có nguyên một cái bia và có trái tim để ngay giữa.
là sao? Ông làm về mạng nó chất dạ. Nhiều icon quá. Đúng rồi, icon nhiều lắm. Mình tìm không có ra mấy cái đó. Có, tôi toàn là icon gì đâu không à. Ừ. Cười mà không. Nhưng mà em hiểu không? Dạ hiểu. Em hiểu, em thử dịch cho anh nghe coi. Dạ, vì anh một anh chàng cô đơn đem một trái tim đến tặng cho một cô gái. Và nếu cô gái chấp nhận thì hai người sẽ có một cảm đẹp. Còn cái mộ bia mà có cái trái tim đó là sao? Là tình cảm nó đến suốt đời. Mãi mãi suốt đời đúng không? Ừ. Ở lúc đó em trả lời như thế nào? Chắc chắn này không có ai cần để mà em gửi lại rồi đúng không? Dạ, thì lúc đó em nói để em suy nghĩ. Vậy là quen cái ngày cũng đẹp lắm. Là có ngày là 06-06 có nghĩa là rất là đẹp. Năm bao nhiêu? Dạ, cách đây là 3 năm về trước. Lúc mà yêu nhau rồi thì các bạn có những kỷ niệm vui gì không? Là đi ăn ở nhà hàng Pháp. Ừ. Thì em với vợ em mới kêu là một món bò bít tết. Tại lúc đầu mà mới quen nhau vẫn còn ngại, cắt rất là từ từ. Nhưng mà tự nhiên sao lúc đó thì miếng bò nó dai quá, cắt hoài không được. Xong cái em mới nói vợ em là thôi em cứ xỏa đi. Bắt đầu rồi cứ khí thế luôn. Động đầu còn em thẹn. Mới đầu có tay nào vậy? Dạ đúng rồi. Cắt như đàn yêu. Rồi sau đó thì là bao lâu tụi em mới cưới nhau? Dạ tụi em cưới nhau là lúc mà cuối năm ngoái. Dạ, là khoảng 2 năm rưỡi. Trong cái thời gian quen nhau đến khi cưới nhau thì tụi em có gặp những cái biến cố gì? Chắc là có cái trục trặc gì không? Có giận hờn rồi có đòi chia tay, chia cẳng gì không á? Lúc mà trước khi cưới á, em có dẫn ba mẹ em lại để hỏi dâu. Hai bên gia đình á, là có một cái mâu thuẫn là tại sao mà bên đàn gái lại được ít bàn hơn là đàn trai. Dạ, nói chung là không có thống nhất được số không bàn. Không thống nhất được số bàn. Tại tính tải chung thì cho nó tiện. Từ cái việc đó thì nó lay xòe ra, xòe ra. À, tụi em gì bình thường, tụi em gì bình thường. Tại vì mình không nghĩ tới cãi nhau đúng không? Dạ. Rồi sao rồi giải quyết làm sao? Em phải đứng ra để em nói chuyện với ba mẹ em là thì nếu mà bên đàn gái họ không có chịu như vậy thì thôi mình chấp nhận mình đã sẽ đã riêng. Và lúc đó là em có qua nhà bên vợ em và em cũng nói lại như vậy. Rồi cuối cùng là đã chung hay đã riêng? Dạ, dạ đã riêng. Hai ngày luôn. Dạ. Cái khoảng thời gian đó thì đêm nào em cũng khóc á. Rồi chồng em cũng nói là thôi đừng có khóc nữa, cái gì từ từ tính, cứ để anh lo. Rồi bây giờ thì hai bên gia đình có gì trục trặc không? Dạ bây giờ thì hiện tại là hai bên gia đình là đều là hòa thuận với nhau. Ok. Nói nghe, tụi em quen 2 năm rưỡi đúng không? Có biết tất tần tật với nhau hết chưa hay là vẫn giữ? Dạ thì lúc đó là tụi em vẫn giữ. Giữ đúng không? Tại vì bên làm bên ngành cô giáo mà. Chính vì giữ cho nên là cái đêm tân hôn rất là thú vị đúng không? Dạ thì cái đêm tân hôn mà lúc đó là lúc mà tụi em làm đám cưới xong thì là em ở khách sạn đó luôn. Đó thì lên là hai đứa là làm xong là khoảng chừng 10 giờ và sau đó là lên tắm rửa đồ này nọ tới 1 giờ luôn. Dạ thầy. Xong bắt đầu cái hai đứa ngồi đếm tiền. Rồi cái việc sao đếm tiền đi. Rồi tới gì nữa nè. Dạ. Bỏ cái vụ đếm tiền đi. Tới gì nè. Ở dưới có muốn nghe tiếp không nào? Thì em mới khều vợ em là thôi giờ mình tranh thủ đi, thì biết mệt rồi nhưng mà đêm tân hôn mà phải cho chọn. Nói chung là tại mới nên cũng nhẹ nhàng tình cảm. cái đầu tiên rất là hồi hộp vì khi mình cũng muốn cho nó qua đi. Dạ chứ mà em thì em sợ đau. Em cũng chồng em cũng biết vậy thì cũng nói nhỏ nhẹ an ủi, thì nói chung là qua một đêm nhẹ nhàng. Dạ. Và sau đó những tháng ngày sau đó là coi như là bắt đầu là nó hạnh thoải phúc, mái hơn, hạnh phúc không? Hòa hợp đúng không? Đúng không? Dạ. Và thường xuyên đúng không Sơn? Dạ thì cũng không hẳn là thường xuyên lắm anh, tại vì bên cô giáo làm việc rất là áp lực, làm cả ngày luôn. Thức dậy là từ 6 giờ sáng đi làm cho tới chừng 5-6 giờ chiều mới về, nên rất là mệt. Nên nhiều khi là một tuần là khoảng chừng 2-3 lần thôi. Không khi, có... khi 2 tuần một lần. Dạ. Vậy hả? Dạ. Tức là tại vì chăm mấy đứa nhỏ dạ. Rồi. Quá đúng không? Nhiều khi mệt về mệt lắm vậy rồi xong giặt vũ rồi mình ăn dọn dẹp này nọ lên. Không còn là em không còn hứng thú. Đúng rồi, thật sự. Nhưng mà tụi em còn nhỏ quá trời luôn à. Đứa 26, đứa 27 mà đã làm biến vậy rồi. Bằng mới có 7 tháng à. Bằng tuổi anh Bin thì sao? Chắc trời ơi. Nắm được mấy lần à. Anh Bin là con liên tục đó nha. Liên tục. Liên tục cái gì có hai đứa mà. Làm như tôi có một bầy con ơi. Lúc nào cũng bán em mình đó, trên đại diện mình đó chưa? À có em bé chưa? Dạ chưa. Trời ơi chưa có em bé mà làm biến là gì đó được. Không có được làm biến. Tụi em là theo cái đó là lâu lâu làm lần lần làm lâu lâu.
không cần số lượng mà cần chất lượng. Chất lượng bù cho số lượng. Vợ chồng á, ở nhà 7 tháng, vậy thì có tật xấu gì không? À, chồng em tật xấu là mê chơi game, rất là lười. Lười gì? Làm, nói chung là đi tắm em cũng phải nhắc, làm cái gì là cũng phải khi em nhờ, nhưng mà em đi mấy lượt em quay lại nó vẫn còn yên nguyên. Bình thường ảnh ngủ á thì báo thức nó báo mấy lần cũng không có dậy, nhưng mà báo thức game thì tất nhiên là phải tắt, nó đứng lên nó chơi game. Hồi đó thì uống hút thuốc ở trong phòng á, em đuổi ra ngoài không biết chui đâu, chui vô trong toilet hút xong một hồi tới em đi vô nó rất khó, nó hôi trình ở trong cái phòng toilet á, em lại không chịu được, em la làng lên, xong rồi em phải dọn dẹp em xịt, rồi cuối cùng em đuổi đi ra hành lang. Rồi còn em, vợ thật sự? Dạ thì vợ em rất là hay là cằn nhằn. Thì cằn nhằn cái vụ mà từ tắm. Tại thật sự là em hồi đó giờ em tắm 10, 11 giờ em mới tắm. Nhưng mà về nhà là cứ 7 giờ mấy, 8 giờ là bắt em đi tắm rồi. Với cái thứ hai là lúc mà em chơi game thì vợ em cũng cầm điện thoại lướt Facebook. Mà lúc nào cũng like em là tại vì em chơi game nhiều. Mà tại sao em sao kỳ? Nó đang bị mâu thuẫn này, mâu thuẫn kia ta. Nói bây giờ lười, không có thời gian để mà có thể là hai vợ chồng thân thiết với nhau. Mà bây giờ về, đứa một cái máy chơi game, đứa một cái máy Facebook, dạ. Đập máy cho tôi. Thời gian lướt với cái thời gian đánh một trận đó thì không có cái thời gian để ta dành ôm nhau đi. Ừ. Có phải thú vị không? Còn tật xấu gì nữa không? Dạ, thì vợ em ngủ mà có hay nằm mơ nữa. Ủa, nằm mơ sao em biết? Dạ, thì tại em còn thức, em chơi game hả? Mơ dạ, thì mà. Tại vì mơ mà xong cái đầu cái nói. À, nói mớ đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi, à. Nói mớ luôn. Cái lúc mà em đang nằm, em đang ôm vợ em, cái em quay qua một cái, vợ bắt đầu cái nằm ngủ cho tôi. Nghĩ là hả, là tưởng là đang thức, ai về lại kêu sao á con ngủ cho cô đi, con đừng có quậy cô nữa. Trời ơi nó coi tội nghiệp quá coi như là ban ngày đi làm đó. Tại biết sao nó cái tật mà hay nhắc em tắm cũng là do bệnh nghề nghiệp đó. Dạ. Nó nhắc nhở mấy đứa nhỏ hoài. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi gì? Dạ thì em chỉ mong là vợ em bớt cằn nhằn em lại thôi, chứ thật sự là em cũng không có mong gì hơn vợ em nữa, tại vì em quá hoàn hảo rồi. Em mong Sơn thay đổi điều gì? Em thì mong chồng em là bớt chơi game lại, ít hút thuốc và từ từ bỏ luôn. Bây giờ em me cái thời gian mà vợ em lướt Facebook để em dành cái thời gian đó cho em. Dạ thì hôm bữa em cũng có me rồi, cái xong cái hối người ta đang chơi rồi. Rồi cái lại xong em mới quay qua em chơi game của em. Không, em tấn tới. Tại vì em thấy tội vợ em, tại vì làm cả ngày mệt. Ta cô giáo, người ta e ấp quen rồi. Không lẽ gì mà khều cái là người ta ok anh là... Ta từ từ đó. Hồi đêm nay làm thử cái nghe. Dạ. Nha. Dạ thôi chúc hai em mau chóng có tin vui. Dạ. Nha. Dạ em cảm ơn anh chị. Trước khi mà có tin vui là phải nhớ khi thuốc lá. Dạ. Em cảm ơn anh chị nhiều. Dạ. Cảm ơn tụi em. Dạ, tụi em yêu nhau chắc khoảng 9 năm ạ. 9 năm nữa hả? Trời. Dạ. Cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ cưới được 6 tháng. 6 tháng. Trời ơi. 9,6 năm coi như yêu nhau và cưới nhau, vậy thì hiểu nhau hết rồi. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành của nhãn hàng Xăm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thận và toàn thể quý vị khán giả trường quay ngày hôm nay. Dạ em Nguyễn Văn Nghĩa, 29 tuổi, đang làm nhân viên kinh doanh cho công ty bánh kẹo. Còn em? Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào khán giả. Em tên là Hồ Thị Duyên Mai, em cũng 29 tuổi. Em đang làm kế toán. Mai Nghĩa, hai em quen nhau và yêu nhau như thế nào? Dạ hai chị em là học chung. Dạ hồi thời cao đẳng thì vợ em lúc đó đi trễ thì có chia nhóm, được thầy cô chia vô chung nhóm tụi em luôn. Rồi từ lúc đó là bắt đầu là mới quen, làm bài thuyết trình rồi. Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp cô gái này thì em có ấn tượng gì về cổ không? Dạ có mái tóc giống chú Minh Dương. Mái tóc bung bê á. Dạ đó. Dạ còn em thì sao, em thấy ổng giống Phú Quý không? Dạ hồi xưa ảnh ốm lắm, không có được như giờ. Nhìn mặt là thấy khó rồi. Tóc thì quăng rồi đen rồi ốm mà như như ông già vậy đó. Dạ mặc quần tay không chứ không bao giờ mặc quần jean luôn. Theo tôi đoán là chắc lẽ là các bạn không có ấn tượng đẹp gì về nhau. Dạ đúng rồi. Dạ dạ. Đó. Vậy thì làm sao mà có thể tiếp cận nhau và tìm hiểu nhau? Dạ là có nhiều lần làm bài thuyết trình á, thì tụi em hay trao đổi tài liệu á, thì qua USB. Thì em hay tỏ tình hay là viết cho vợ em qua file Word.
Vợ em cũng viết đọc về đọc rồi chỗ nào sai chính tả cái là vợ em gạch dưới liền, gạch dưới từng chữ vậy. Rồi đưa tới đưa lui tôi mấy lần cái bắt đầu bằng bữa đó bạn nhóm khác mượn USB, vợ em bắt đầu đưa cái USB cho bạn đó mượn, xong vô tình là đọc luôn cái file đó rồi vô lớp chọc ghẹo tùm lum hết luôn. Tùm lum hết trơn. Đó em đọc em thấy xong mà em sến dữ vậy trời. Ví dụ là nói mà còn dẫn dắt đủ thứ chuyện á. Anh nói là hỏi em thấy con trai miền Tây thế nào, có dễ thương không? Cụ thể là con trai Trà Vinh sao? Rồi cụ thể hơn xíu là cái người trước mắt á thì cảm thấy thế nào? Có dễ thương không? Chứ ảnh tự thấy anh dễ thương lắm. Như tự hỏi tự đáp luôn đó. Dạ đúng rồi, tự hỏi tự đáp. Bởi vì người ta chọc là đúng rồi. Chỉ cái người trong cuộc mới hiểu trong kẹt thôi. Rồi bắt đầu là hai đứa cứ quê vậy rồi cũng từ từ nhờ vậy cái bắt đầu cũng sẵn trớn rồi cái bước tiếp luôn. Bước tiếp luôn? Dạ. Rồi. Bao lâu thì mới chính thức yêu nhau? Dạ đâu khoảng gần năm. Em là người chắc chắn là em là người phải là tấn công dồn dập đúng không? Dạ thì Tết về cũng rảnh nhắn tin. Tại hồi xưa không có Zalo, bắt đầu nhắn bằng tin nhắn tốn tiền ghê lắm. Nhắn tới nhắn lui nhắn hoài xong rồi thì bắt đầu từ từ em biết chắc khả năng bây giờ em biết rồi chắc cũng thích em, bắt đầu nhân dịp 8 tháng 3 thì cũng có rủ vợ ra quán trà sữa rồi cũng tỏ tình. Vợ em mới đồng ý lúc đó là thương em. Trái bao lâu thì mới dẫn về giới thiệu với phụ huynh? Dạ là quen nhau cũng hơi lâu, cũng 2 năm mấy à. Lúc đó dịp đó nhà em có đám giỗ. Thì trong nhóm em thì được 2 bạn nữ, thì có vợ em với bạn kia. Thì bắt đầu về thì ở hàng xóm với cô dì rồi cũng biết là Nghĩa có dắt bạn gái về. Xong rồi bà cô Sáu của em á thì cũng biết coi tay coi tướng sơ sơ. Cái bắt đầu bà vô bà kiếm, Mới kiếm và sao mà hỏi đây ai là bạn gái của Nghĩa. Cái thằng bạn chỉ bạn kia là không phải vợ em, là cái bạn kia. Rồi cô Sáu bà coi bà xong bà không biết gì, bà lắc đầu. Bà đi ra bà nói với mẹ, nói thôi chắc nó không được đâu, hai đứa này không quen nhau được, thấy không hợp. Mà lúc đó thì em tiếp khách thì không có biết. Rồi bắt đầu là vợ em sau này lên Sài Gòn, mẹ cũng không biết là coi nhầm người luôn. Xong rồi lên Sài Gòn mấy ngày vợ mới nói là mới biết là coi nhầm bạn chứ không phải coi ngay tay vợ em. Rồi vợ nè sau đó về quê có gặp cô Sáu trần tình cái chuyện đó không? Dạ không. Không có đưa em... cô Sáu sợ luôn không? Sợ dạ không dám đưa cô tay luôn, trốn luôn. Vậy hả? Cô Sáu dạ. Giấu hai cái tay đúng không? Sợ cô Sáu coi là nó nhỏ này còn ghê hơn nhỏ kia nữa. Vậy là tụi em yêu bao lâu thì mới cưới mày? Dạ tụi em yêu nhau chắc khoảng 9 năm ạ. 9 năm nữa hả? Dạ. Trời. Cưới trời. Nhau được bao lâu rồi? Dạ cưới được 6 tháng. 6 tháng. Trời ơi. 9.6 năm coi như yêu nhau và cưới nhau vậy thì hiểu nhau hết rồi. Dạ. Đâu có tật xấu gì mà loài ra đúng không? Dạ cũng có chứ. Mai kể trước đi Mai. Dạ bình thường thì ảnh là ảnh kỹ tính lắm. Thấy quần áo mà mặc lúc mà cũng thẳng rồi, cái gì cũng khó tính đòi hỏi cao lắm. Mà về nhà mới biết trời tật xấu quá trời luôn. Có cái tật xấu lắm mà nè. Tật hay xì hơi em chị. Cái đó nhiều người không có sao tật, đâu nhiều đó. Người có tật đó lắm luôn khổ đó. Lắm em ơi, cái đó khổ lắm. Nhưng mà cái tần suất nó hả, nó nhiều lắm. Cái nỗi mà em cứ thắc mắc là bình thường đi làm có vậy không, sao mà tự nhiên về nhìn cái mặt của mình là cứ vậy hoài ấy. Rồi vậy là ông này ông điều khiển được bản thân ông rồi, có nghĩa là lúc ông đi làm hay là ông gặp em lúc yêu nhau là ông nín kệ em để tới về ông mới xả ra bung à, như là à. Tại lúc đó là đi học là em ốm lắm, 51 kg à. Mà không biết sao giờ ra trường đi làm người mập lên á, bắt đầu nó phát sinh thêm chứng. Hay ta nói cái đó là phát sinh đúng không? Cái đó phát sinh chứ không phải bản chất đúng không? Dạ phát sinh. Còn hay gì nữa không? Dạ hay ngủ, cũng ngủ ngáy nữa. Em thì em dễ ngủ lắm, nào ổng thì cái tật khó ngủ. Cứ bữa nào mà vô cứ ngủ không được, cái mà em nằm xuống xíu là em bắt đầu đêm đêm rồi, cái bắt đầu kiếm chuyện nhay với em. Nói trời sao bữa nay đi làm mệt mà về vợ không hôn cái, buồn quá. Cái mình cũng mày quà cắn cho một cái rồi xong ấy, hôn không có tâm gì hết trơn á. Rồi cái chuẩn bị ngủ là bắt đầu nhay với em tiếp. Sao mày sao bữa nay không, mệt quá mà không ai đấm lưng em, chuẩn bị vô giấc các bạn ổng nhay không cho em ngủ. Rồi còn cái bữa nào mà ổng ngủ được á, ổng về ổng mệt, hay là bữa nào mà nhậu xỉn vô á, về thả vô một cái là ngủ liền á, thì em cũng ngủ không được, ngáy to quá trời luôn. Cái nỗi mà có bữa mà em ngủ không được luôn, cái em mở điện thoại lên em đi âm lại. Nói,
Sáng em mở cho nghe mà em đổi chuông điện thoại luôn. Em nghe lại em hết hồn không? Nghe lại hết hồn luôn chị. Dữ dằn lắm à. Dạ, xong không biết lúc mà mình ngủ mình đâu cảm nhận được đâu mà ghi âm lại nghe hết hồn, nghĩ là chắc ghi âm thằng nào. À. Còn thằng xấu gì nữa không? Hay lấy em làm bia đỡ đạn lắm. Ừ. Giống như từ lúc cưới em cái ai mà rủ đi nhậu cái cứ đưa điện thoại cho em, nói trời vợ không có cho đi, nói hả đang đi chung với vợ không có cho nhậu đâu. Ừ. Không dám đi. Ừ. Và cái ai mượn tiền cũng nói thôi ông lấy số vợ tôi đi, đội đi vợ cho, nó mới cho vợ giữ tiền hết trơn rồi không có tiền xài, không cho mượn. Ờ, khéo hết sức luôn vậy hả? Nhưng mà em thích cái chuyện đó. Dạ thì cũng thích. Em... chính là dạ cũng thích đó. Rồi còn gì nữa không Mai? Có bữa kia cái anh hàng xóm anh qua anh rủ chồng đi đánh bài. Đánh bài cũng cho vui thôi chứ cũng không ăn tiền bạc gì. Cái bữa đó ổng sao ổng không muốn đi. Cái ổng nói cái lúc đó ổng đang sửa chiếc xe máy cho em nữa. Cái ổng tháo lùm lum hết trơn á. Cái ổng chỉ với chiếc xe ổng nói trời anh ơi bữa hổm em đánh bài em thua có 30.000 à, mà về vợ anh tập chiếc xe nó như vậy nè. Em không dám đi nữa. Điều trác. Mà nó dễ thương mà. Mà ông kia chắc cái nước chắc khỏi dám mượn luôn đúng không? Ông làm sao mày biết mà hả? Bạn bè tới đồng nghiệp luôn biết tiếng em hết trơn à. Em đang tiếng ác không? Cái quan trọng là thích đúng không? Dạ thì cũng thích. Đó. Rồi giờ tới Nghĩa. Vợ em hay quên. Ừ. Có lần đi ở phòng trọ cũ xong rồi. Ừ. Tại giá hơi cao bắt đầu chuyển qua phòng trọ mới. Ừ. Thì chuyển thì vợ cũng có chuyển phụ, chuyển đâu mấy chuyến vậy rồi cũng biết đường. Ừ. Sau sáng bữa sau cái bắt đầu em nói thôi mua đồ ăn rồi tới ghé làm đồ ăn rồi về nhà mới đồ. Ừ. Rồi bắt đầu là nói 9 giờ mà nhà ở liên khu 4-5 mà vợ em hỏi đường đi liên khu 5-6 không. Em đợi gần tới 10 giờ luôn mà vừa đói mà vừa khó chịu mà không biết làm sao, em cũng nghi nghi. Mà vợ em thì sợ em la cho nên là không có móc máy điện. À. Em chủ động em điện. Hỏi vợ đâu vậy, cái nói ở đoạn đó rồi là em biết rồi, chạy lạc rồi. Nói đúng, nói địa chỉ mới quay trở lại. Đặng trí rồi. Còn gì nữa? Rồi có lần hết ga, điện cho anh giao ga. Không cho địa chỉ nhà mới mà cho địa chỉ nhà cũ. Cho địa chỉ. Rồi anh chạy vòng, nó ủa sao cũng tới tới bụng tới nơi rồi mà sao cái anh giao ga này bình thường đi nhanh lắm mà. Sao hôm nay cái hỏi ảnh cái bắt đầu ảnh nói cái địa chỉ đó đúng không? Trời ơi, em quay lại nhìn vợ mà tới hồi tao lại giao đâu dám nói gì. Hai chồng cười không? À. Rồi gì nữa? Vợ em kỹ tính quá. Vợ em mê đọc truyện nữa. Có lần ủi đồ cái bắt đầu không biết mê chuyện gì đó cái bắt đầu ủi trái luôn cái mền luôn. Thì từ đó hôm bữa là tính kêu mua hai đứa chung cái mền thôi mà bị xì hơi quá giờ không cho đứa cái. Rồi hay thưa thớt. Thưa thớt là sao? Giống như làm nấu nướng xong rồi bếp không có ít khi nào lau chùi luôn. Ừ. Em không, em lau chùi. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi sao? Nói chung thì những cái đó thì em thấy nó cũng không có quá lớn. Ừ. Thì nói vợ có coi chuyện thì dụ như mình coi phim gì đó thì trong một cái thời gian nào nhất định thôi. Chứ không phải vừa việc này vừa việc kia mà mới mốt điện đài mất công ảnh hưởng tới tính mạng nữa. Vậy thôi. Ừ. Em mong muốn Nghĩa thay đổi điều gì? Em cũng muốn chồng em thay đổi là bớt nóng tính lại xíu. Cũng bớt xăm soi đi. Em hay nói là để ý nhiều chi cho mệt vậy. Mệt mình, mệt người ta nữa. Ừ. Còn gì nữa không? Bớt tha bơm không? Dạ thôi cái đó chắc em cũng quen rồi kệ. Quen rồi không có chịu cũng nổi. À, chỉ có nhiêu thôi. Dạ tạm thời chỉ có vậy thôi. Tạm thời mới có 6 tháng mà còn son quá. Quá mà. Son. Các em có mong muốn của em bé không? Dạ cũng có. Thôi bây giờ chúc cho hai vợ chồng Mai Nghĩa sau chương trình này về yêu nhau rồi sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa nha. Dạ. Và trong năm sau sẽ có một thiên thần khỏe mạnh kháu khỉnh ra đời trong gia đình của hai bạn. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Thì em về em mới nói với mẹ em là em bảo mẹ hôm qua có thằng kẻ ngu lắm mẹ, mới gặp lần đầu tiên mà đưa con 500.000 cho thằng con. Như vậy thì sao ta có thấy được những cái tật xấu của nhau không hay là bây giờ vẫn còn màu hồng dữ lắm? Hiện tại em thấy nó cũng còn màu hồng nữa. Có cái tật xấu lớn nhất là anh say vô là anh ngáy dữ lắm, em ngủ không được. À. Cái nữa là ảnh nhiều khi ảnh khô khan quá. Và bây giờ cặp đôi thứ hai sẽ mang đến cho chúng ta những điều gì thú vị trong chương trình ngày hôm nay. Tiếp đây mời quý vị khán giả dành một tràng pháo tay đón chào cặp đôi này.
Mời em giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và chào quý vị quan khách. Em tên là Xuân Đạo, em nay 29 tuổi, em đến từ Quảng Ngãi. Đạo. Công việc của Xuân Đạo là gì? Dạ em làm nghề điện công nghiệp. Rồi, mời em. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, chào quý khán giả. Em tên là Mỹ Hạnh, hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Em 29 tuổi và em cùng quê với ông xã luôn. Dạ. Hiện tại thì hai vợ chồng em đang sinh sống ở Sài Gòn, lập nghiệp ở trong này. Hai em là yêu nhau là ở Quảng Ngãi hay là tại thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, nói chung là gặp ở Sài Gòn, rồi qua là đứa em của vợ giới thiệu. Nó kêu là để nó mà làm mai cho, chứ em cũng không biết là hôm đó có sự có hiện của ông xã. Em chỉ xuống nhà em chơi bình thường thôi. Thì nó bảo là chị ơi lát nữa có anh này xuống chơi nè. Thì em bảo thì ừ thì cũng chơi vô đây. Thì lúc đó em cũng có đi để em mua gà rồi về làm cháo rồi đó cho mấy anh em nhà nhậu. Thì ông này tới nè. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên mà khi mà em gặp anh này thì... Không có ấn tượng gì luôn anh. Tại vì ổng hồi đó hả, ổng ốm, ổng đen mà ổng xấu lắm. Nhìn ổng sao nó xấu xao, đại loại là em không có hề có ấn tượng gì hết. Còn em thì sao em? Lần đầu tiên gặp vợ thì nói chung là nhìn người cao ráo to, mấy anh em trong nhà rất là vui. Nên vô là ấn tượng đầu tiên là được thích cái điều đó. Lúc đó xong thì đang ngồi nhậu về đó thì em thấy karaoke. Em thấy người ta hát thằng xóm, em bỏ là mà em thì rất thích hát karaoke. Xong rủ cái em bỏ là ước gì vợ có ai rủ mình đi karaoke. Cái ông này thì ổng tự tin giọng hát của ổng lắm anh. Cái ông kêu ừ thích thì đi. Cái nhậu xong cái rủ nhau đi karaoke. Có nhớ là cái ngày đó em hát bài gì không? Hôm đó là em hát bài Nếu Là Anh. Để em lấy cái tiếng hát cho người mà bạn gái mình hiểu. Và em nghe nói, xong nói ra cho mình luôn. Tại rất là run cho nên không có nói chuyện được nhiều. À Nếu Là Anh. Để hát thử vài câu coi cái từ ngôn từ ý nghĩa sao. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Hay quá. Giọng giống Duy Mạnh. Trời ơi. Em nghe giống Duy Mạnh. Nói thiệt bây giờ em mới thấy gần ảnh hát giống ca sĩ, chứ hồi đó em không có nghe luôn. Tại vì lúc đó là cái cảm giác là em cũng đang bị thất tình. Nên là khi vô phòng karaoke em ngồi em nhậu thôi. Lúc đó tính tiền thì ảnh có đưa cho em 500.000 để góp. Thì em về em mới nói với mẹ em là em bảo mẹ hôm qua có thằng kẻ ngu lắm mẹ, mới gặp lần đầu tiên mà đưa con 500.000 cho tiền con. Thế là mẹ em mới cũng cười và hỏi số thằng nào dạy gái dữ vậy. Rồi xong rồi bẵng đi thời gian đâu liên lạc với em. Em nghĩ là chắc lúc đó là đứt rồi, không liên lạc gì hết. Khoảng tháng sau thì thấy ổng nhắn tin Zalo cho em. Ổng đưa cho em. Mà sao lại là vắng là nghĩ là giãn cách luôn một tháng. Giãn cách một tháng. Vợ con lúc đó là làm bên ngân hàng. Con thì làm nghề con đi học nghề con lên á. Thì đôi khi mình mà cảm cái không đi học. Thì làm nghề đi lên. Thì bắt đầu em của vợ thì cứ bảo em thì liên hệ với chị đi. Có gì chị không sao đâu. Nghề của chị như vậy thôi chứ anh đừng có mặc cảm. Rồi đến bao giờ thì tụi em mới yêu nhau? Cái giai đoạn mà ảnh cua em á, thật ra em không có ưa gì ảnh hết á. Tại vì em nói là lúc đó em đang thất tình mà, nên em chả muốn quen ai nữa hết á. Nói chung là em muốn chấm dứt hết. Em có cái dự định riêng của em rồi. Thì ổng cứ ngày nào cũng qua nhà em ngồi. Rồi ổng qua hả, ổng sửa nhà cho em nha. Ổng đóng móc, đóng đồ, ổng làm cầu thang, cầu đồ, ổng làm. Ổng làm tội lắm, mẹ em cưng ổng lắm, mẹ ổng thương lắm. Mà em thì lúc đó em không cảm giác gì hết. Tại lúc đó em ngồi nói chung là em không còn niềm tin nữa. Em không muốn quen ai nữa. Nên là khi mà anh này anh đến thì nói chung là xui cho anh thôi. Trước đó là em đã có dự định riêng, em nói dự định riêng của em là em quyết định đi du học rồi. Em không có muốn dướng bận đến ảnh. Em cũng không muốn ràng buộc ảnh, tại vì em đi là 2 năm. Và em xác định là sau 2 năm đó em sẽ học tiếp và em học tiếp. Em xác định là em ở bệnh luôn, em không có định về. Nhưng mà ảnh cứ theo. Thì thôi anh bảo là thôi cưới đi. Thì lúc đó mới quyết định cưới. Lúc đó mẹ vợ hỏi là giờ chuẩn bị hạnh đi á, con có chịu được nổi hay không? Thì bắt đầu hai đứa thổi xong rồi con quyết định là thôi mẹ cho chân phép hai con cưới. Nói chung là hạnh đi thì cũng gì tương lai hai đứa thôi. Cưới xong rồi em đi học? Dạ, cưới xong 2 tháng em đi. Ồ, em đi học 2 năm? Dạ. Đi học ở đâu? Dạ, Nhật. À, đi học ở Nhật hả? Dạ. Vậy là em mới về đây hả? Em mới về được gần 2 tháng. Mới về đây được gần 2 tháng thôi? Dạ. Về là đăng ký tham gia chương trình liền luôn. Có nghĩa là hai vợ chồng là chính thức là gọi là đoàn yêu viên xa. Là đâu được có 5 tháng đúng không? Dạ đúng rồi, sống với nhau được 5 tháng. Cưới xong có kịp đăng ký kết hôn không? Dạ nói chung là lúc đó là em cũng còn thử thách ảnh lắm. Với lại lúc đó tình cảm em nói thật là dành cho ảnh chưa có nhiều. Nói chung mà có thương thôi chứ gọi là để mà yêu mà gắn bó suốt đời thì nó vẫn còn là một khoảng cách mong manh lắm. Nên là em chưa đăng ký kết hôn vội. Em đi xong cho đến 1 năm sau em về thì mới đăng ký kết hôn.
Vậy thì trong 2 năm đó chắc có lẽ là cái người ở lại chắc là nhớ nhung dữ lắm đúng không? Khổ lắm. Khổ lắm à. Để anh kể cái hành trình khổ cho anh chị nghe. Thì lúc mà bay qua xong đó bắt đầu về nói chung cũng khóc cũng tủi. Bắt đầu cái hành trình là đi học thì sáng là ở bên mình là 5 giờ. Bên vợ sẽ là 7 giờ. Cho nên là 5 giờ em sẽ dậy. Em sẽ báo thức. Gọi giờ dậy là chuẩn bị đồ đạc rồi bắt đầu 5 rưỡi bắt đầu đi. 5 rưỡi tự hành trình là bắt đầu gọi bên Messenger Facebook á. Gọi dẫn đi từ 5 rưỡi là dẫn đi ra ga của tàu điện ngầm á là hết gần 6 giờ. Bắt đầu 6 giờ là cúp nguồn, là chỉ nhắn tin thôi, là mít tới 6 rưỡi. 6 rưỡi xong bắt đầu gọi lại xong là dẫn tới trường, tới 7 giờ bắt đầu học. Vậy đó, ngày nào cũng như ngày nào. Dạ, rồi sáng nào cũng vậy. Rồi 12 giờ anh lại gọi anh dẫn em về nói chuyện. Trên lúc mà em đi bộ ra ga hoặc là từ ga về nhà thì anh sẽ gọi. Một năm sau khi mà em đi qua Nhật, lúc em về phép chơi á, là mới đăng ký kết hôn. Là lúc đó là em đã yêu ảnh. Dạ đúng là... rồi, lúc đó tình cảm nó đã nhiều hơn nữa. Đó là một năm trời xa nhau là lúc đó em cảm thấy yêu ảnh nhiều hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Mới ở chung với nhau được có... Được có 5 tháng thôi đó. Còn mới đây là mới có 2 tháng thôi. Dạ. Như vậy thì sao ta, có thấy được những cái tật xấu của nhau không? Hay là bây giờ vẫn còn màu hồng dữ lắm? Hiện tại em thấy nó cũng còn màu hồng nữa. Có cái tật xấu lớn nhất là anh say vô là anh ngáy dữ lắm. Em ngủ không được. À. Cái nữa là ảnh nhiều khi ảnh khô khan quá. Ảnh ví dụ như là ảnh cứ chăn chắc và thật thà quá. Nên là ảnh nhiều khi anh thiếu yếu tố lãng mạn. Làm không mà im làm không có nói. Nhưng mà em là ở xa như vậy rồi. Em thì ở Việt Nam một thời gian 2 năm. Em có khi nào em ghen không? Dạ không. Mình tin tưởng chồng và vợ mình rồi thì mình không bao giờ mình ghen. Dạ, không bao giờ mình ghen. Vậy em có nghĩ đó là cái tật xấu không? Nhiều lúc em cũng buồn chứ. Ví dụ như những hôm mà em ở bển em đi chơi đó, có những người bạn Nhật của em á rủ đi chơi thì cũng có đi chơi ăn uống hát hò này nọ. Em bảo em về em cũng kể anh, em cố tình em kể, em bảo em đi chơi với cái anh đó này kia kia nọ, anh nó chưa vợ này kia kia nọ, nó vui tính này kia kia nọ, hài hước rồi đó, thấy anh đó bảo là thấy em cũng vui này kia kia nọ. Ổng không nói gì luôn, ổng kêu ờ thì đi được thì đi vui chứ sao đâu, rồi ổng không nói gì hết. Dù cho em đã chọc tức cái ảnh lên được cái ngưỡng cửa là cao nhất luôn rồi mà vẫn không nghe. Nhưng mà em thì ghen cực kỳ. chưa tới. À, bây giờ tới phần của Đạo nè. Dạ. Kể cho anh nghe thật xấu của con. Xấu của vợ thì mỗi lần đi ra ngoài đường á, cứ vợ áo là móc rúng á. Gì? Móc cái rúng. Vợ áo lên móc cái rúng á chị. À, bị ghi móc rúng à. Người em ngại lắm. Đi tới đường đông mà may đứa có khẩu trang chứ không là ngại chết luôn. Trời đất ơi. Rồi sao rồi ghen sao, vợ ghen sao? Tự thừa nhận là ghen luôn đó. Nói chung ai nhắc tới người yêu cũ của anh là em đã điên lên. Em về em cứ em nhắc lại là em hay cấu xé hay là em cứ nhằn cái vấn đề đó hoài vậy đó. Thế là em thường hay có cái tính sở hữu. Nói chung là của mình là của mình. Giờ em có nóng tính không? Dạ cực kỳ nóng luôn. Cực kỳ nóng. Dạ. Rồi á, giờ em có tự quyết định mọi chuyện trong gia đình không? Quyết định cái gì có hỏi em không? Dạ nói chung quyết định vấn đề gì thì vợ sẽ hỏi. Rồi hai chồng bàn luận xong rồi bắt đầu quyết định. À, chứ là không tự quyết định khi mà không có ý kiến của em. Dạ. Rồi Đạo có mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Chỉ mong vợ là bớt nóng những cái tính nhỏ nhẹt nhất thôi. Lúc nổi nóng thì không giải quyết được vấn đề gì. Dạ, chỉ vậy thôi. Nhiều thôi. Dạ. Bớt nóng thôi. Rồi còn em? Chồng em thì giờ em thấy như vậy là ảnh cũng được lắm rồi. Nhưng mà em cũng có một cái mong ảnh thay đổi là có thể hiểu em tí hiếu. Tại vì hiện tại là em sống với mẹ. Là mẹ của em á. Thì nói chung em là chị hai từ nhỏ rồi, ba em mất sớm từ nhỏ rồi, nên là hầu như em là cái trụ trong gia đình rồi. Nên là có những cái vấn đề mà giữa mẹ với ảnh á, em ở giữa em rất là khó xử. Nhiều lúc ảnh cứ nói giỡn là anh giống như làm dâu vậy đó. Thì cái câu nói đó làm cho em rất là buồn. Thực ra em cũng không có muốn ảnh phải chịu cái thân phận đó. Và em hy vọng là ảnh có thể xem mẹ em như là em vậy đó, để có thể là chăm sóc mẹ em tốt hơn. Với lại anh có thể mạnh mẽ hơn tí xíu. Nhiều lúc em thấy anh yếu đuối quá. Anh không cái những cái vấn đề thường là em phải quyết định, em phải lo lắng hết trong gia đình, nên là nhiều lúc em cũng thấy hơi mệt mỏi. Em có thể là hy vọng là anh có thể làm một bờ vai cho em. Em thấy sao cưng? Thế nói thì em sẽ làm được. Tại vì chị rất hiểu tâm trạng của vợ em. Đối với chị làm như chị cảm giác chị nợ bố mẹ chị nhiều lắm. Có nghĩa là giờ bố mẹ còn sống, ngày nào là mình phải hết lòng bố mẹ ngày đó. Rất may mắn là chị có một người chồng coi bố mẹ chị giống như là bố mẹ ruột của ảnh vậy. Thì thành ra là chị rất là dễ xử. Cho nên rằng nếu mà vợ em á, cũng được như vậy á, thì chắc có lẽ là cô ấy sẽ bớt nóng tính. Dạ. Chị nghĩ là như vậy. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó, thì thành ra là em cho cái tình cảm của em dành tình cảm cho ba mẹ là cái em được sẽ nhiều lắm. Chứ còn em không có mất cái gì hết. Dạ. Em được thôi. Ha? Dạ.
Rồi, cảm ơn chào em. Mũi làm bạn gái chung nha. Thì lúc đó là dạ. Trời, có khi nào người yêu mình chê mình giống như con vượng cái nó ấy không? Quen anh này thì anh xua tan y suy nghĩ đó đi. Nhưng mà ổng cứ kế bên em là ổng cứ bức lòng em. Em nổi điên lắm. Tới đây lẹ đi, để mọi người đi hết rồi em chạy theo, chạy tí tấn tới bụm, xong chạy đi. Tức là cho em một quả xong rồi bắt đầu ổng chạy đi. Trời bức lắm. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì mời tất cả quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật to cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Vân, chào anh Quốc Thịnh. Em tên là Trần Hoài Trung, hôm nay em 29 tuổi, quê ở Tây Ninh, sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là kỹ sư ạ. Em tên là Nguyễn Kim Mũi. Thì hiện em là nhân viên kinh doanh về trang thiết bị y tế quân đội, quê Tây Ninh giống như ông xã. Hiện tại cũng làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi A Mũi với Trung là quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em là bạn học chung cấp 2, cấp 3. Bạn này bà học cấp 3 do bà dễ thương thiệt. Nhưng mà bà nhoi lắm, cà rỡn lắm, y như con trai. Bẵng đi một thời gian sau năm 2011 á, thì tụi em có đi ăn chung cái đám cưới của người bạn. Xin thế không biết. Cách lại dạ, chắc là do là đi ăn đám cưới đông người á. Rồi bắt đầu nhẹ nhàng, dạ đúng rồi, kiềm chế là tự nhiên ấn tượng. Rồi sau này đi Sài Gòn á, học, hai đứa còn đi học á, thì nó mới chia sẻ nhau nhiều hơn. Thế còn Mũi thì sao? Dạ, cái ấn tượng đầu tiên của em là cẩu thả. Vì em hồi xưa là em cho thuê truyện tranh. Thì anh là anh thuê thì ta nói trả một cái hay là quyển sách, ta nói nó te tua luôn chị ạ. À, nó gấp lại rồi gặp mưa rồi nó phùng cái gáy lên. Trời ơi em chửi quá trời chửi luôn. Thì em chửi riết mà em nhớ cái mặt luôn chị. Dạ bởi dữ lắm. Vậy là anh xàm lắm. Bao lâu thì các bạn mới nảy nở, nảy sinh tình cảm? Cuối 2011, gần 2012 là... 14 tháng 2 năm 2012 á. Thì trong cái chuyến đi chơi đó em mới thuê một cái chiếc xe đạp dịch đó nha. Em lên đạp dịch cái bắt đầu em mới tỏ tình. Mình đạp ra tới cái chỗ tối nha, mình mới dám nắm tay. Mũi làm bạn gái chung nha. Thì lúc đó là dạ rồi. Có lén lén hôn được nhẹ cái trán cái à. À, rồi mới cho lên bờ lại đạp dạ, loi bắn hỏng ra tới cái chỗ tối không hôn được miếng hôn khổ chết à. Nói nghe nè, hôn nhẹ là hôn sao? Dạ thì hôn lại nè, cho hôn lại nó cứ hôn nhẹ trái vậy thôi đó. Dạ đó rồi em rồi chừng nào mới hôn nặng đó định nổi. Dạ bữa đó là em đi làm thêm, em mà em làm tại nhà bạn này. Cái đầu mình cũng mệt thiệt, mình nằm xuống mình nghỉ, chỉ là chỉ nằm kế, nhưng mà nằm em nằm đầu này bả nằm đầu kia. Trời ơi nằm vậy rồi sao nghỉ được. Thì mình cứ nghĩ là ổng mệt ổng nghỉ thì mình cũng mệt, mình cũng nằm nghỉ thôi. Lúc đó em làm gì em mệt ta, em ở nhà mà. Em cũng phụ anh chứ bộ. Thì ông này tự nhiên mở mắt ra thấy ổng nhìn mình. Tự nhiên hai cái mặt sát vậy nè, tự nhiên có cái hơi người là mình mở mắt ra mình thấy. Bắt đầu là vậy đó anh, vậy đó. Là chuyện gì tới nó tới luôn. Dạ, là hôn nặng. Hôn nặng cả. Hôn nặng là thôi. Hôn nặng dạ. Thôi chứ còn không có gì nữa. Dạ, dạ. Mà nó vụng về lắm. Lúc đó là tại vì em cũng là... nụ hôn đầu tiên của hai đứa luôn. Hùng nó kỳ lắm, để vô một cái bọc cái là xong thả ra. Ông run lắm. Dạ lúc đó là hai đứa run. Rồi sau đó một cái chuyến đi chơi xa của hai đứa bằng xe máy nữa là nó mới nhiều chuyện nó xảy ra. Giận hờn bắt đầu nó lòi ra những cái tính, rồi cái đầu mình mới biết được cái cách để giải quyết. Em thì nói chung là em bị có lông nhiều á chị, nên em rất là mặc cảm với vấn đề đó. Rồi thì trước khi mà em quen ai là em cứ nghĩ tới vấn đề đó không? Nói trời, có khi nào người yêu mình chê mình giống như con vượng cái nó ấy không? Bắt đầu quen anh này thì anh xua tan y suy nghĩ đó đi. Nhưng mà ổng cứ kế bên em là ổng cứ bức lòng em. Em nổi điên lắm. Xong cái đầu ngày 5 tháng Giêng đúng không? 2012. Thì bắt đầu là hai đứa bắt đầu viết cái cam kết là em mới ghi là chung ở gần mũi là không có được bức lông của mũi nè. Không có được tọt lét mũi nè. Rồi... nói chung là đại khái cũng vài cái ấy nữa, xong rồi đầu ghi ra hai bản
em một bản rồi ảnh cũng có những cái điều khoản tương tự luôn. Nói chung là khoảng 3-4 điều vậy thôi. Cái của em mới là kinh khủng, là bạn có cái tật thú vui là ở với thả bom. Ai? À cái thì lúc đầu thì em cũng hơi bất ngờ chí. Nhưng mà tự nhiên thấy nó thú vị. Nhưng mà cũng phải hạn chế chứ. Chứ quá chứ ai chứ mà nói. Lúc đầu em mới nói là ghi vô là không được thả bom trước mặt Trung. Ở đâu cũng được nhưng mà trước mặt Trung đừng có thả bom. Em nói. Em nói sau lưng không đó. Cái thứ hai nữa là khi mà ôm á, khi mà đi chở xe á, lúc mới quen á, là bà không mắc cỡ, bà dịnh dai mà. Em nói đi xe á, là phải dịnh eo chứ không có dịnh dai. Đó là 2-3 điều vậy đó, em cũng 2-3 điều đó, nhưng mà cái nặng nhất là cái chỗ thả bom đó đó. Tội ha. Dạ. Dần rồi là cái việc thả bom đó mới bắt đầu nó càng ngày càng khủng khiếp hơn đó. Nó ngày nào mà tần suất dạ. Nó dày hơn hả? Nó dày hơn và nó bạn thả bom xong bạn bụm vô tay bạn để vô mũi mình. Thôi dạ. Quá lầy. À, mũi lầy quá. À. Bom này hả còn nặng hơn là bom sinh học. Dạ. Sao mà cưới nhau còn khủng khiếp hơn nữa. Bây giờ sao? Bây giờ thì bạn cái level mà thả bom của bạn đã lên cực điểm rồi. Em cũng đang mong muốn để lên chương trình này, mục đích là để cho bạn giảm lại giùm em để em nhờ nè. Nghĩa là hai vợ chồng đang là giỡn với nhau á, âu yếm bà rờ rẫm bà sờ sẫm mò mẫm, mình đang phê vô cái thế á, cái bắt đầu hai cái chân bả kẹp hai cái tay mình à. Rồi hai cái tay bả dịnh hai cái chân mình. Không. Là cái gì nó ngay cái mặt mình là anh biết rồi đó. Đó. Em nói anh là em không đỡ được luôn. Đó là nhỏ. Em chỉ biết em nằm em cam chịu rồi đó chứ. Mà em nhỏ coi như lớn không nổi. Em ơi. Đó là em không có cái mền hay cái gì để em chịu đựng được luôn, nó cứ ngắt rồi. Anh biết cái cảm giác mà lúc đó mà nó đang phê phê mà nó đang lân á, làm cái bụm mà làm cái bụm một cái nó bao nhiêu cảm xúc của em là nó tu trong những cái điều mà em yêu đó chính là mùi mũi đó. Hai em là quen nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Chính thức là tỏ tình là 2012, cuối 2017 tụi em mới cưới. Vậy là cái đêm động phòng không có gì gọi là đêm từng thú vị và đặc biệt không? Dạ đêm động phòng á anh, em kể đi. Cái nhà thì nói chung là nó cũng khổ cho tụi em, có nghĩa là một phòng kế bên là phòng của đứa em trai. Ngay cái đầu giường của em á thì là mẹ ngủ ngoài, mẹ không có ngủ phòng. Cái giường thì nó quay sát vô cái tường. Thì cái đêm đó là xong rồi thôi cũng gắng quất một cái. Mà ta nói hả, cái giường nó kêu kẹt kẹt kẹt. Không có làm được cái gì hết trơn anh ơi. Không có đi sâu, đi xa và đi... tới nơi tới chốn được á. Đó, vậy mà cái giường nó giống vô cái tường nữa đúng không? Dạ. Rồi mẹ ngủ ngay đó nữa, sợ mẹ ngủ không được. Dạ. Cho nên là thôi. Coi như là giữa đường gãy gánh á. Mình thì mình không có xỉn, mình đang chuẩn bị tâm lý rất là sẵn sàng cho cái đêm tân hôn. Còn cái chị này chỉ xỉn là mình cứ khiều miết hả? Mà khiều dữ lắm luôn á mới bắt đầu được. Mà bắt đầu thì cái giường của đầu nó dở chứng. Đó, nó cứ có cái két khó chịu dễ sợ. Rồi bữa đó bạn có thả bom không? Dạ không, bữa đó thì được cái là họ không có thả bom. Trời, bữa đó thả bom nó chắc chết em luôn. Em nở nãy vợ em ở chỗ là cái là khi mà cưới rồi á là mẹ là thả bom nha, nhưng mà mẹ con thả bom là cái khiều mẹ em luôn á, là một cái bụm rồi chạy. Rồi chạy ngồi luôn mẹ chạy. Mẹ bỏ chạy luôn á? Dạ không, em chạy. Trời ơi. Mẹ chồng chắc thương mẹ mũi lắm đúng không? Dạ mẹ em thì thương vợ em lắm, như con gái trong nhà vậy đó. Dạ khoan, anh chị mới nghe có một phía à, sao không nghe em nói nè. Chồng em cũng có thua em. Nó thế lúc em đó. Rồi nhân đây mình nói luôn tật xấu đi rồi, dạch mặt rồi, dạch mặt luôn đó. Nãy giờ kể có mình em à. Ảnh muốn thả bom em là ảnh thả bom có câu chuyện. Ví dụ như là đang đi chơi với một nhóm và ảnh làm cái mặt rất là nghiêm trọng, quan tâm tới em tới đây lẹ đi, để mọi người đi hết rồi em chạy tới tân tới bụm xong chạy đi, tức là cho em một quả xong rồi bắt đầu ảnh chạy đi thôi mất lắm. Nên là cuộc đời em không bao giờ bị ung thư. Không bao giờ bị ung thư với đột quỵ. Tại vì cái theo khoa học người ta nói là cái mùi thả bơm mà khi ai mà hửi nhiều là chống đột quỵ. Cho nên là đó là lý do tại sao mà công ty em là không bao giờ bị đột quỵ. Trời.
từ sếp cho tới là mấy bạn đồng nghiệp là đều bị em thả hết. Tôi nghĩ rằng là em nên viết sách đi, viết sách. Đó, bạn này vẫn gọi là rất là tự tin chuyện đó. Tật xấu thì em chỉ thấy chỉ có hai cái thôi, là một rất là bề bộn và hai nữa là quên tắt đèn xi nhan. Còn ngoài ra thì chồng em là rất là tuyệt vời. À, ra không có cái gì để khen em tuyệt vời để em đừng có dạch cái tật xấu của cô ấy ra thôi. Thực ra là em chuẩn bị rồi chứ em biết tật xấu của vợ em á, một cái bị một cái là cái bệnh nghề nghiệp, cứ đi đâu cũng thấy vi trùng, đi đâu cũng thấy vi khuẩn. Sạch sẽ. Dạ sạch sẽ mà kiểu quá đáng anh. Đó vậy giờ mong muốn thay đổi gì, em mong muốn vợ em thay đổi gì? Dạ em thì mong muốn vợ em cái là bớt cái bệnh nghề nghiệp lại xíu, thoáng thoáng ra ít thả bom. Hạn chế thả bom. Thả bom lại tí đó. Dạ. Có hai cái mong muốn đó, giờ tới em mũi. Em thì mong muốn anh ấy là bớt thức khuya, bớt trôn vợ lại, nhớ tắt đèn xi nhan gọn gàng lại xíu. Tỷ lệ là 4-4-2 đó. Đến đây là cũng em cũng nghe tiếng anh Quốc Thuận cũng lâu rồi, cho nên là em cũng muốn được anh Quốc Thuận chúc thiệt tiếng á. Dạ. Có khi nào mà em thành ông mụ luôn không trời. Dạ. Hôm nay chị các em đến chương trình Vợ Chồng Son, thấy không? Dạ. Chúc cho hai vợ chồng em lúc nào cũng vui tươi hòa nhã như thế này. Dạ. Và năm 2019 sẽ có một thiên thần hoặc một cặp luôn xuất hiện trong gia đình của hai vợ chồng. Trời ơi. Dạ. Dạ anh cũng mém phản kháng nhưng mà em không cho phản kháng, em biết là em đánh không lại nhưng mà em vẫn quyết tâm là em tức quá rồi, bao nhiêu ngày dồn lại là em đánh luôn. Bây giờ thua cũng đánh, là sếp phải xuống giải hòa rồi giải quyết công việc để không ảnh hưởng nữa thì mới chịu yên. Thay vì cảm ơn ông cho tôi về chẳng hạn, không nói không rằng bước xe đi vô nhà luôn, y như mình là người vô hình vậy đó. Mình đang có một xíu cảm giác thiện cảm lại với con này, tự nhiên xuống xe không nói tiếng nào hết trơn á, cái ghét thêm lần nữa. Anh ừ, em ừ cũng được, chứ em đừng có im lặng như vậy, em im lặng là anh xỉu nữa. Ngay bây giờ mời quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Toàn, đến từ Tiền Giang, năm nay 26 tuổi, hiện đang là nhân viên IT. Em tên là Lê Kim Ngân, hiện tại là em năm nay được 26 tuổi và em đang làm tại phòng kinh doanh cùng công ty với ảnh luôn. Mối tình của hai bạn bắt đầu như thế nào? Thì hai đứa em do là làm chung một công ty, trước khi mà quen để đến được với nhau thì hai đứa ghét nhau lắm, đã từng chửi và đánh nhau luôn. Làm cùng công ty á, mà em là làm bộ phận bán hàng thì ảnh lại là quản lý kho. Không biết sao á, ngay từ đầu gặp mình là ảnh đã ấn tượng không tốt về mình rồi. Ảnh không thích em, ảnh để đơn hàng em đưa trước, anh đưa giải quyết sau. Một lần em tới xuống xử lý luôn, em vứt tờ phiếu vô mặt ảnh thì ảnh cũng cương lại với em, không vứt luôn. Còn vứt cái gì vô mặt em? Dạ không, em đánh ảnh rồi nhưng mà ảnh có đánh ngược không? Dạ ảnh cũng mém phản kháng nhưng mà em không cho phản kháng, em biết là em đánh không lại nhưng mà em vẫn quyết tâm là em tức quá rồi, bao nhiêu ngày dồn lại là em đánh luôn. Bây giờ thua cũng đánh, là sếp phải xuống giải hòa rồi giải quyết công việc để không ảnh hưởng nữa thì mới chịu yên. Dạ. Vợ em nhìn cũng xinh xắn như thế này, sao em không ưa vợ em? Lần đầu gặp cô nàng này thì quá đổi phong cách đi, tóc nhuộm, áo quần trang phục thì nó hơi thoáng, mà bạn này lại nói chuyện giống như là nửa ngang mà nửa sóc cái mình càng ngày càng không ưa nổi. Là vì lý do nào mà sao hai bạn lại thích nhau? Ai là người chuyển biến trước? Tại là cái đợt đó là do tự chạy xe mà em bị tai nạn, ba mẹ phải đưa đón. Thì ngày hôm đó là ba em không đến đón được, anh này tự nhiên xung phong chở em về. Lý do chở về thì lúc đó là nghĩ là sau thời gian thù hận hằng nhiều quá rồi thì thôi cứ nghĩ là chở về dùm một bữa hai bữa vậy thôi. Hỏi cái cảm giác nè, cái lần đầu tiên mà em leo lên xe của anh này á để chở về. Dạ. Em thấy sao? Cái xe là dài bao nhiêu là ảnh ngồi đầu xe em cuối xe. Chứ lúc đó anh chở về em lo lắm, mà ở sau lưng mình á sát khí nhiều quá, nó lộn nón là đập vô đầu mình cái thôi. Không biết sao. Đêm hôm đó về em có cái cảm xúc gì khác bình thường không? Thay vì cảm ơn ông chở tôi về chẳng hạn, không nói không rằng bước xe đi vô nhà luôn, y như mình là người vô hình vậy đó. Mình đang có một xíu cảm giác thiện cảm lại với con này, tự nhiên xuống xe không nói tiếng nào hết trơn á, cái ghét thêm lần nữa. Là cứ thế là đưa đi đó, có chỉ đưa về thôi chứ đâu có đón đi đúng không? Dạ. Thì một thời gian đầu là chỉ đưa về giùm thôi, còn sau đó là xung phong luôn. Mà từ quận 10 là sáng 5 giờ sáng anh dậy, anh chạy xuống nhà em, anh đón em đi làm. Ở đâu lận? Dạ em ở gần bến xe miền Đông. Trời ơi gần ghê luôn. Rồi chiều anh lại chở em về, lại về ngược lại công ty ngủ 3-4 tháng liên tục như vậy á. Rồi đến bao lâu thì anh ấy mới tỏ tình với em? Dạ chắc cũng tầm 3-4 tháng á.
tỏ tình là ngày đó là ngày lễ. Mà ngày hôm đó em lại nghỉ làm nửa buổi á. Bữa đó là 20 tháng 10, xưa cái là vừa tính đi thì xe lại hư, cái không biết làm sao đi luôn nữa rồi. Mà bây giờ quà cáp hoa là đã chuẩn bị hết rồi. Ở trong công ty đó có một anh shipper nữa, rành lên năn nỉ: anh ơi làm ơn chở giúp em ra nhà Ngân đi. Thế là anh này cũng thương tình: ừ tao chở mày đi đó, nhưng mà tao còn đi giao hàng, đi có việc nữa, mày tranh thủ rồi về. Em hứa ừ 1 tiếng thôi, 1 tiếng rưỡi vậy hả. Là em đi lên đem hoa đem quà lên tới nơi là tầm khoảng 6 giờ, sau khi em hẹn với anh đó 1 tiếng rưỡi. Cái anh shipper đang ngồi thì em nói chuyện tới gần 1 giờ khuya. Anh cũng nhiệt tình là anh không dám về, anh sợ là bây giờ tao đi về rồi mà hồi mày về với ai, mà cũng không dám gọi luôn đó, sợ phá tan không gian hay sao á. Trời ơi, shipper nào mà tâm bồ tát dữ không biết hả, mà đứng nói chuyện đến 1 giờ mấy mà phụ huynh không ra la hả. Dạ, tại vì nhà em ngay cái hẻm cụt á, là mẹ em đứng trong là thấy hai đứa đứng nói chuyện rồi. Ở trong lúc mà tụi em yêu nhau đó, ai là người ghen nhiều nhất? Ảnh ghen. Em là hình như là hầu như chưa từng ghen ở trong thời gian quen đó luôn. Ghen theo kiểu bình thường hay là ghen cuồng ghen hay ghen bệnh? Dạ, ghen cái này cũng hơi bệnh luôn á. Ảnh đổi làm cùng phòng với em để anh hỗ trợ phần mềm cho phòng kinh doanh. Mà anh thấy em nhắn tin với ai, anh nhìn cái nick Facebook mà anh nhìn cái hình đó anh biết bạn nào luôn. Anh truy được trên Facebook ra người nào luôn. Rồi kêu em là em đang nhắn tin với ai, em ra hành lang gặp anh gấp. Bây giờ anh cho em cơ hội em trả lời anh đi. Nếu anh thành thật anh bỏ qua. Em nói anh đâu có cần anh bỏ qua, đó là quyền cá nhân của em. Và em nói chuyện với bạn, nếu anh đọc được tin nhắn lại biết không nói gì quá đáng rồi. Ghi qua ghi lại. Là cãi nhau. Cuối cùng. Sau đó một hồi là em tức em không thèm nói nữa. Bắt đầu ảnh tự cáo gắt rồi la lối rồi. Xong bắt đầu nói nhỏ nhẹ. Em là suốt 4 tiếng đồng hồ em không nói chuyện với ảnh luôn. Xong rồi tới lúc ảnh tức quá rồi ấm ức mà nói một mình á, ảnh bị hạ canxi. Run bần bật lên mà có tướng to xác như vậy mà run xong ngất xỉu. Trời. Em tưởng giỡn. Em tưởng ảnh giỡn, em không nghĩ là ảnh xỉu thiệt vì em không hề biết ảnh bị bệnh. Xong rồi em đi kiếm người lôi vô từ hành lang lôi vô văn phòng. Cả nửa tiếng sau ảnh mới tỉnh dậy á. Nhưng mà sau đó chắc lẽ là không dám làm bất cứ điều gì. Dạ không anh. Bao giờ dám làm hoàng thượng giỡn. Nên là em cũng năn nỉ. Em năn nỉ sao em năn nỉ là anh ơi anh bỏ em đi. Anh đừng thích em nữa. Chứ bây giờ quen nữa rồi mốt giận á rồi anh bị gì em không chịu trách nhiệm được đâu em rồi, sợ. Rồi xỉu nữa không? Dạ không, lúc đó đã bình tĩnh rồi. Năn nỉ dỗ lại nó là em chỉ cần là anh có bực tức gì anh nói chuyện em chịu trả lời đi. Anh ừ, em ừ cũng được. Chứ em đừng có im lặng như vậy, em im lặng là anh xỉu nữa. Ủa nhưng mà hai em quen nhau bao lâu thì cưới nhau? 3 năm là tụi em cưới. Đi trước khi cưới có suôn sẻ không? Thật sự là tụi em không hề có ý định là sẽ cưới vào cái thời điểm đó. Để 1-2 năm nữa. Rồi anh nói là ba mẹ anh cũng hỏi. Em nói thôi bây giờ có cơ hội cho người lớn gặp nhau. Chỉ là gặp nhau cho biết để hai bên yên lòng. Mà em đâu có ngờ. Hai bên hỏi qua hỏi lại chừng được vài câu thôi là hỏi thôi giờ quyết định là cưới luôn đi, là chốt ngày cưới luôn. Thì ba mẹ anh này cũng mở tờ giấy ra nói có hỏi tự thử ngày sinh rồi, tìm được ngày tốt luôn rồi. Buộc là trong hoàn cảnh đó là phải chấp dạ, chịu đó chứ sao. Phải chịu là nói dạ thôi, dạ đồng ý. Tại bây giờ không cưới nữa thì không quen nữa. Mà chính vì cái điều đó mà tụi em có bị stress hay là cái gì về cái vấn đề áp lực cái lúc cưới, bị nó cưới nhanh quá, cưới ngoài kế hoạch đó. Dạ. Thứ nhất là em ở dưới quê cũng là con một, mà nhà thì ba mẹ dưới này cũng hơi yếu. Thì nhiều cái vấn đề thời điểm đó ra mà làm cho vợ em cảm thấy căng thẳng. Nói chung em là người căng thẳng nhiều hơn ảnh. Ảnh là người luôn mà an ủi với lại đà động viên của em. Mình chưa có sự chuẩn bị tốt mà em lại nghĩ là cưới xong con một là phải về quê. Mà trong khi mẹ em ở trên này, mẹ em đang bị bệnh tim rất là nặng. Tức là cái thời kỳ của mẹ em là rất là nguy cấp rồi, phải quan tâm chăm sóc mỗi ngày rồi. Bây giờ nếu mà lấy vợ, lấy chồng ở dưới đó con một á, mình phải làm dâu ở xứ xa là thứ nhất. Rồi mẹ ở đây không biết như thế nào là cái trăn trở đầu tiên của em, là em lo lắng cho ba mẹ. Cái sau nữa là em thấy là công việc của mình hiện tại đang ở Sài Gòn và nó đang trên đà phát triển, mà bây giờ mình về quê nó quá nhiều sự thay đổi. Mình không biết là mình phải tập sống một cuộc sống mới, một môi trường mới như thế nào. Rồi bạn bè mình cũng nói nữa, trời tự nhiên giờ này đi lấy chồng, ai đâu lấy chồng giờ này. Rồi mình hoảng quá. Dạ, mình tự em tưởng tượng ra những cái áp lực đó. Cho nên là bị stress. Dạ. Mà cuối cùng thì cũng vượt qua đúng không? Dạ, tìm được giải pháp đúng dạ, không? Người mà giúp em vượt qua đó là phía nhà ảnh với lại ba mẹ ảnh. Nên là em rất là cảm động. Xong rồi em nghĩ là hình như mà mình tưởng tượng hơi quá rồi. Thôi vậy ổn thỏa. Vậy chắc hai người này lấy nhau rồi, chắc hiểu nhau hết rồi, chắc không ai có tật xấu đâu hả? Cái mà em cảm thấy mà khó chịu nhất á là cái thói ngủ. Ngủ hả? Ham ngủ. Sáng đi làm, phải đi làm sớm nên cũng hơi xa. Kêu vợ dậy mà phải kêu trừ hao á, là 7:30 đi làm phải kêu từ 6:30. Chỉ lăn qua lăn lại trảo cho đều. Cái vấn đề thứ hai cũng liên quan tới ngủ là nằm mơ. Cái đêm nào mà nằm mơ giấc mơ đẹp á thì cuộc sống em bình yên lắm. Cái hôm nào mà nằm mơ thấy em đi uống cà phê,
đi nhậu hoặc đi với con nào con kia á, tự những cái con là tự tưởng tượng ra nha, là sáng phải năn nỉ từ sáng tới chiều luôn á, tại giận. À, chứ vậy là không phải ngủ mà là ghen mộng, có nghĩa là ham ngủ nè với bị mộng ghen. Dạ. Em mong muốn thay đổi gì trong hai cái đó? Em chỉ muốn là sáng đi đàm mà đừng có lăn nhiều quá được rồi. Tức là đừng có ngủ nướng nữa. Dạ. Đừng có ham ngủ nữa. Dạ. Còn mộng ghen sao? Ghen thì thôi, cái đó cũng thú vị, thì dễ thương đúng không? Cũng dạ. Thú vị. Rồi tới em đó là ảnh có cái tật rất là ghê luôn nha. Ăn xong thì mình tiêu thì mình ở là được rồi. Cái này ở cũng giỡn mặt người ta, ở liên khúc chừng chục cái vậy đó. Em nói là đừng có làm như vậy nữa. Là ngồi đó mà mắc ở á. Em hả? Anh em mặt ở. Mà anh bầm đỏ luôn á. Trời ơi. Trời ơi, em lại tưởng là mắc nghẹn hay là sắp gì rồi. Bắt đầu mọi người lại dồn sự chú ý vào ảnh. Ảnh đã không muốn tuôn trào như núi lửa rồi mà mọi người lại đang nhìn chằm chằm vô mặt ảnh, nó né đường nào được mà né. Sau một hồi là ụt ra một cái. Trời ơi, cái mặt mũi em không biết giấu đi đâu luôn, muốn dẫn ông về ập cái mâm cho ổng cho nhanh luôn á. Trời. Rồi còn gì nữa? Thì ảnh đã nói là bất cứ đâu ảnh đi tới đâu hoặc ảnh làm cái gì cũng phải có em. Từ ngày quen em cho đến cưới là đã 4 năm như vậy rồi. Rất là phiền á, em thích thoải mái tự do, em muốn là... Em không cảm thấy đó là một cái điều hạnh phúc không? Dạ, hạnh phúc tức là nó chừng mực thôi. Còn cái này là 100% mọi hoàn cảnh. Bây giờ anh có đi sửa một cái món đồ vậy em cũng vẫn phải ngồi trên xe. Xe mà không ôm em là giận ảnh. Bây giờ không ôm là em đang giận anh đúng không? Em đừng có muốn anh gây lộn ở đây, anh xỉu đây nha. Trời. Dạ, đây. Đúng là kiếp trước chắc em là cái cục ngọc của ảnh đó, xong bị người ta cướp á. Ra bây giờ em đang ở trong một cái thời điểm mà hạnh phúc nhất của một cái người phụ nữ. Tại vì mình có và mình có nhiều như vậy, thành ra mình nghĩ rằng cái đó nó bực bội. Đến một thời điểm nào đó đó thì cái việc đó em không cần mong muốn thì anh cũng sẽ phải giãn ra. Thứ nhất là áp lực về công việc hoặc là cái chuyện con cái. Thành ra là theo chị nghe thì em cứ enjoy cái đó đi. Đó, còn sau này nếu từ từ mà anh bắt đầu lơi ra để anh lo cho công việc thì lúc đó em phải chuẩn bị sẵn tinh thần là đó là điều em mong muốn. Còn cái vấn đề mà chồng em mong muốn là bớt ngủ ha. Chắc chắn là bạn vợ cũng sẽ thay đổi thôi. Bây giờ bạn đương được tận hưởng cái điều đó thì bạn cứ cho bạn tận hưởng đi. Đúng không? Anh chúc hai vợ chồng em luôn luôn vui vẻ, luôn luôn tận hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Và năm sau sẽ có một thành viên tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của mình. Dạ. Xin chào.